000 đồng một người. Tham gia giao thông bằng xe buýt công cộng để đảm bảo an toàn, góp phần chống ùn tắc giao thông và thân thiện với môi trường. Danabus đồng hành trên những chuyến đi. Đảm bảo an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mọi tổ chức và công dân. Đảm bảo an toàn thực phẩm là đảm bảo cho sức khỏe và sự phát triển của bạn, gia đình và xã hội. Hãy nói không với thực phẩm bẩn, không sản xuất thực phẩm bẩn, không kinh doanh thực phẩm bẩn, không tiêu dùng thực phẩm bẩn.
Thank you.